bỏ lại bạn gái trên cầu thanh niên gieo mình xuống sông sài gòn thấy lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm thanh niên nhảy sông sài gòn mất tích cả trăm người dừng xe bô lại trên cầu để theo dõi chiều tối ngày 14 tháng 8 người nhái thuộc lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh bình dương vẫn đang nỗ lực lặn tìm nam thanh niên mất tích trên sông sài gòn trước đó vào khuya 13 tháng 8 anh NQH 19 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, chở theo người yêu trên xe máy lưu thông trên cầu Phú Cường hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Khi chạy tới giữa cầu thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, anh Hát bất ngờ dừng xe lại, leo qua lăng can cầu rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn trước sự ngỡ ngàng của bạn gái. Sau một hồi ngột lặng, thanh niên chìm trong dòng nước và mất tích, nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt triển khai tìm kiếm. Đến 19 giờ hôm nay, việc tìm kiếm anh Hát vẫn chưa có kết quả. Theo bạn gái anh Hát, cả hai mới quen nhau được gần một tháng. Khi xảy ra sự việc, hai người không hề xảy ra mâu thuẫn. Nam thanh niên đẹp trai vận chuyển lậu gần 1 triệu USD qua biên giới. Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện thu giữ gần 1 triệu USD của một nam thanh niên có quốc tịch Trung Quốc khi đối tượng này vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo kết quả công tác giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự BC54, Công an tỉnh Lạng Sơn, toàn bộ số tiền gồm 9.300 tờ tiền có mệnh giá 100 USD bị các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ yêu cầu giám định đều là tiền thật. Trước đó vào ngày 8 tháng 8 năm 2017, từ nguồn chính xác của cơ quan chức năng, tổ công tác thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với trạm kiểm soát dốc quýt dừng chiếc xe 4 chỗ biển kiểm soát 12A07725 để kiểm tra hành chính. Qua đó đã phát hiện trên xe có một nam thanh niên người Trung Quốc mang theo mình một chiếc ba lô bên trong cất giữ nhiều cọc tiền đô la Mỹ. Tại trụ sở kiểm soát dốc quýt, nam thanh niên bị tạm giữ khai nhận, tên là Lý Gia Kỳ, 26 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, có địa chỉ thường trú tại Quảng Đông, Trung Quốc. Lý Gia Kỳ xác nhận toàn bộ số tiền trong ba lô là của y, với tổng số gồm 930.000 USD. Số tiền này được Lý Gia Kỳ vận chuyển chót lọt từ Trung Quốc vào Việt Nam, qua đường mòn phía đông, mốc 1106 thuộc địa phận thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, sau đó thuê xe ô tô tiếp tục đi Quảng Ninh. Hiện nay cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.